Windows 11 thường có hai phiên bản, Home và Pro. Nhưng việc chuyển từ phiên bản Home, sang phiên bản Pro có đáng hay không? Bạn cũng có thể đã cài đặt sẵn Windows 11 Home. Và muốn chuyển lên phiên bản Pro. Hãy xem sự khác biệt giữa hai phiên bản là gì. Sự khác biệt giữa Windows 11 Home và Pro Windows 11 Home và Windows 11 Pro khác nhau ở một số điểm chính. Phù hợp với các nhu cầu khác nhau của người dùng. Đây là bảng so sánh nêu rõ những khác biệt chính của chúng. Mã hóa thiết bị BitLocker làm gì? Bảo mật dữ liệu bằng cách mã hóa ổ cứng, cung cấp khả năng bảo mật nâng cao chống lại hành vi trộm cắp hoặc lộ dữ liệu trên các thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp. Group Policy là gì? Cho phép quản lý tập trung các cài đặt trên PC trong mạng LAN, cho phép administrator kiểm soát cấu hình máy tính và người dùng cũng như thực thi các chính sách bảo mật cụ thể. Hyper-V là gì? cung cấp công nghệ ảo hóa để tạo và quản lý các máy ảo cho phép nhiều hệ điều hành chạy đồng thời trên một máy vật lý remote desktop làm gì cho phép người dùng kết nối và điều khiển pc của họ từ một vị trí từ xa cung cấp quyền truy cập vào các file thư mục và ứng dụng của nó chuyển vùng trạng thái doanh nghiệp với azure là gì cung cấp trải nghiệm thống nhất trên các thiết bị đồng bộ hóa cài đặt ứng dụng và người dùng thông qua azure tăng cường tính di động và bảo mật trong môi trường kinh doanh Windows update dành cho doanh nghiệp làm gì cung cấp khả năng kiểm soát việc triển khai các bản cập nhật trong tổ chức đảm bảo rằng các thiết bị luôn cập nhật và an toàn với nỗ lực tối thiểu domain joy là gì cho phép pc trở thành một phần của mạng công ty cho phép truy cập mạng vào các tài nguyên chính sách nhóm và quản lý bảo mật nhất quán tham gia azure active directory là gì cho phép người dùng sử dụng đăng nhập một lần để truy cập các dịch vụ khác nhau cung cấp khả năng tích hợp và kiểm soát quyền truy cập cho các ứng dụng dựa trên đám mây. RAM được hỗ trợ tối đa là gì? Cho biết dung lượng RAM tối đa mà hệ điều hành có thể sử dụng. Ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của hệ thống và khả năng đa nhiệm. Windows 11 Pro có BitLocker, điều này khá quan trọng đối với người dùng máy tính bảng và laptop. Nếu bạn đi du lịch nhiều với những thiết bị này, bạn có nguy cơ bị đánh cắp thiết bị của mình. Trên ổ cứng không được mã hóa, Bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào ổ cứng của bạn, ngay cả khi bạn có mật khẩu trên Windows. Khi bạn di chuyển ổ cứng sang một máy tính khác, mọi thứ trên đó sẽ có thể truy cập dễ dàng. BitLocker tránh điều này bằng cách mã hóa dữ liệu của bạn. Để trong trường hợp bị mất, dữ liệu của bạn sẽ được an toàn. Khi BitLocker hoạt động, thông tin trên ổ đĩa sẽ không thể truy cập được nếu không có xác thực thích hợp, thường là mật khẩu hoặc mã PIN. Ngoài ra, BitLocker tích hợp với mô-đun nền tảng đáng tin cậy TPM trên các thiết bị hiện đại cung cấp thêm một lớp bảo mật bằng cách lưu trữ khóa mã hóa một cách an toàn, khiến kẻ tấn công khó vượt qua mã hóa hơn. Windows 11 Pro có tính năng bảo vệ thông tin Windows. Một tính năng khác đặc biệt hữu ích cho người dùng Windows là Windows Information Protection WIP, giúp bảo mật thông tin trên máy tính bảng và laptop Windows bằng cách tách biệt dữ liệu cá nhân và tổ chức nó kiểm soát ứng dụng nào có quyền truy cập vào dữ liệu tổ chức và mã hóa dữ liệu tổ chức, đồng thời có thể xác định các chính sách kiểm soát cách chia sẻ và truyền dữ liệu, đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm vẫn nằm trong giới hạn của tổ chức. Nếu một thiết bị bị mất hoặc một nhân viên rời đi, WIP cho phép tổ chức xóa dữ liệu của công ty từ xa, trong khi vẫn giữ nguyên dữ liệu cá nhân. Cách tiếp cận này duy trì quyền riêng tư của người dùng trong khi bảo vệ thông tin tổ chức. Hầu hết các tính năng hữu ích khác đều dành cho administrator. Hầu hết các tính năng khác trong Windows 11 thực sự dành cho administrator tại nơi làm việc. Nếu bạn là người dùng cuối sử dụng Windows 11 với tư cách cá nhân, thì bạn có thể không được hưởng những lợi ích của việc có thể tạo và quản lý từ xa máy tính của mình. Cho dù đó là thông qua remote desktop hay bằng cách đẩy Windows update xuống nhiều máy tính khác nhau, các tính năng bảo mật nâng cao của Windows 11 cũng phục vụ nhiều cho administrator hơn là người dùng gia đình. Với các khả năng nâng cao như bảo vệ phần mềm độc hại mạnh mẽ hơn và các tùy chọn mã hóa nâng cao, administrator có thể đảm bảo môi trường an toàn và được kiểm soát cho tổ chức của mình. Ngoài ra, Windows 11 còn cung cấp khả năng quản lý group policy, được cải thiện và khả năng truy cập dễ dàng hơn vào các công cụ cấp doanh nghiệp giúp administrator thực thi chính sách và quản lý số lượng lớn hệ thống một cách hiệu quả một cách đơn giản hơn. Tuy nhiên, những tính năng này thường không được sử dụng trong môi trường gia đình, nơi người dùng có nhu cầu đơn giản hơn và cấu hình hệ thống ít phức tạp hơn. Phần kết, nếu bảng so sánh các tính năng ở trên không cung cấp cho bạn lý do chính đáng tại sao bạn nên mua Windows 11 thì có lẽ có rất ít lý do tại sao bạn nên mua phiên bản Pro nếu bạn chỉ sử dụng Windows 11 cho mục đích cá nhân. Một lý do khiến bạn có thể muốn tải Windows 11 Pro. Làm người dùng cá nhân là BitLocker, việc mất máy tính bảng hoặc laptop Windows có thể là thảm họa. Nếu bạn không mã hóa nội dung của mình, mặt khác có rất nhiều tính năng mà bạn không thể thực sự sử dụng trừ khi bạn là administrator, vì vậy Windows 11 Pro không có ý nghĩa đối với hầu hết mọi người.